Chào các anh chị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách ngâm sâm với lại mật ong để dùng cho những người già yếu hoặc là sức khỏe kém cần bồi bổ cơ thể. Đầu tiên là chúng ta chọn sâm, thì trong trường hợp sâm nếu thật ra là cái sản phẩm rất là khó mua. Tôi thì tôi cũng không biết là cái kinh nghiệm mua sâm như thế nào cả, mà tôi đây tôi cũng nhờ anh bạn quen, anh ấy lấy cho được 4 củ là tròn 1 cân. Thì đầu tiên là sâm tươi chúng ta về chúng ta rửa sạch những cái đất cát khỏi cái củ sâm này đi, sau đấy chúng ta để ráo nước. Thế còn tiếp theo phương án thứ hai là cắt miếng, thì nhiều người là muốn cắt, hướng dẫn là cắt thành những cái miếng mà nó to như này, nó dày hơn một tí. Nhưng mà tôi có một người quen, người ta giới thiệu cho tôi rằng là cắt những miếng này thì sau này ăn nó khó, nó không ngấm, thì cứ lấy cái dao gọt hoa quả ấy, nó lấy cái dao gọt hoa quả như này này, chúng ta nạo cái củ sâm này ra thành từng những cái miếng nhỏ như này, mỏng đều, và đổ vào lọ ngâm, thì sau này cái mật ong nó sẽ ngấm hết với cái củ sâm này, tết tốt hơn và dễ ăn hơn. Thì đây là tôi hôm nay tôi chủ yếu là tôi nạo ra thế này thôi, chứ tôi không 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 cắt miếng to như này nữa. Thế còn đối với những cái rễ này, cái rễ sâm thì các anh chị cũng đừng có bỏ, cái rễ sâm này nó chứa hầu hết những cái chất dinh dưỡng rồi, cái rễ sâm này rất là nhiều, chúng ta cắt ra chúng ta để nguyên như này, đừng có bỏ, sau đó chúng ta bỏ cùng với ngâm với lại mật ong thôi. Thế còn để mà ngâm, sau khi chúng ta đã cắt miếng nhỏ ra như thế này thì chúng ta cho nó vào trong cái lọ thủy tinh như này, anh chị cho sâm vào trong lọ thủy tinh, thì tỷ lệ là chúng ta cứ đổ ngập mật ong lên trên khoảng tầm nửa đốt ngón tay này, này nửa ngón tay này là được. Thì ở đây tôi cứ ngâm một bình như này đã. Đây bây giờ các anh chị, riêng đối với mật ong thì các anh chị chọn mật ong thật cẩn thận, bởi vì là cái sâm nó rất đắt tiền, thì chúng ta chọn mật ong nó không tốt hoặc là mật ong nó không ngon thì hoàn toàn chúng ta phí tiền cái sâm đi. Cái mật ong nó chính là cái dung môi để bảo quản cái mật ong, mà nó ra cái chất dinh dưỡng của củ sâm. Đây, chúng ta đổ cái mật ong này vào trong củ sâm. Đổ làm sao khi mà cái mật ong nó ngấm hết lên trên cái củ sâm đấy. Đấy, để đây đã. Thì tôi lấy thêm mật ong ra nhá. Đây, sau khi chúng ta đã đổ kín mật ong vào trong cái bình mà chúng ta chứa cái lát sâm mỏng ấy, thì làm sao anh chị tính tỷ lệ là cái bình này nó như đầy như này thì cái mật ong đầy lên trên, và còn cái sâm thì nó chỉ khoảng một nửa sâm là được. Chúng ta để kín nắp vào, chúng ta để trong vòng khoảng 4 đến 5 tháng là bắt đầu có thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng chỉ cần lấy thìa múc một thìa mật ong cộng với một lát hoặc là hai lát sâm để ngậm, mà nó lúc đấy sâm ta cắt bằng cái con dao thái bằng con dao của hoa quả này ấy, nó rất là mềm mà nó mỏng thì rất dễ ngậm, mà nó ngấm được hết cái chất dinh dưỡng của củ sâm ra mật ong ngay. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này của tôi. Xin cảm ơn.